we sail a little bit high. Cho đoàn đội tôi Sài Gòn Tân Thời, Lộ Lộ và tất cả các chị em xin ghi nhận và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng em chỉ còn vài vé chót nữa, chúng ta sẽ sổ ngay vòng này. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng quý vị nha. Và xin mời ông nhà. Em hút xì gà. Wow! Chị còn chứ còn chị biết cái cục xì gà 39 năm nè em hút không? Xì gà Cuba. À, 39 năm càng lâu nó càng ngon đó bà nội, mày ngu quá. Giống như rượu vậy đó, mình để càng lâu nó càng ngon. Em mày ngu không? Mày ngu quá. Chị thôi đi, người đẹp bà có nghe trà lẹp sô cô la. Đi ra đi. Mày đi ra, đi ra tôi, đi ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số mấy. Đi ra mấy, đi ra mấy, đi ra mấy, đi ra mấy, đi ra. Lắc lắc mà nghe kêu kêu con cần ha. Cần ra con mấy, con mấy. Bà nụ cha nó nhảy cho bóng chấp rồi chứ. Mấy, đi ra mấy, đi ra số, đi ra mấy, đi đây mấy, đi đây mấy. Mang theo một chiếc khoan tài trắng với những bông hoa vàng à.
bi gần. Cổ qua kèo là kèo qua cổ 21 mày chị ra. Mày chị đây, mày chị ra, mày chị đây. Mấy chị chờ hỏi chị chê. Chê mày chị ra. Kể từ lúc con lên đèn anh mà cứ theo hào trên là chê. Đợi anh chị ra. Con bắt diễn thương. Ai chắc 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 chưa. Ai nhập nó kìa, ai nhập nó kìa. Hai lên chị. Hai nào không nào. Châu điểm hai lên mày. Đó. Okay. Nó ở đây đầu tiếng nó đâu vòng vòng nó vậy. Hai đứa châu niềm phiền lũ cái ngợp má. Tao nói hoài luôn. Rồi hết lũ. Tên là mẹ má. Túi ngực tỷ động nè. Cũng lên lên xuống xuống. Hai đứa châu niềm phiền. Ông nội đấy đó. Còn số 4. 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 Còn số từ thì còn số vốn, tôi đã có mấy con phúc kỳ đầy. Phúc kỳ đầy môi tóc là môi da tương tình. Em xin rời lại anh với tất cả tâm tư em cũng xin rời lại anh. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Mình 40, con 40, còn 40, con 40. Còn 40, mình đi ra, mình đi ra, con cười đi ra ra. Mình đi ra ra, mình đi ra ra. Baby, I'm the star in this world. 27, 27. Trừ lương 200 300 lần hả? 300, ok 300. Ông kia, anh kia anh dơ 5 ngón luôn kìa, 500. Bữa nó hát có 400 anh thông cảm nha. Rồi 1 triệu luôn. Rồi 59 chị kêu qua có 1, 44. Có 2, 21. Có 3, số 4. Có đủ. Trong loại 872 hợp lệ, xin chúc mừng cho ba mình nha. Rồi, chủ nhân thứ 2 đó là 594421 số 4. Giống 873 hợp lệ, chúc mừng hợp lệ. Rồi 594421 số 4. Dòng loại 874 hợp lệ. Hợp lệ. Rồi, ba chủ nhân may mắn và chúng ta sẽ bắt đầu quay lòng trầu chọn ai sẽ là người nhận ngay con gấu bự cho bán ái. Alo, bộ đập già xì, alo. Rồi. Đúng kia tay, nghẹn ngào hứa phân hài. Sao ai nỡ theo sầu ngàn trai. Cho đất trương tình tiêu, dòng niên quang. Nước mắt ướt đẫm
yêu đông vui, cùng nhau ta ca ta hát cho một đêm buồn nào tuyệt vời. Vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em đông cây. Điều mà mong sau hay thế ô ô nhất nay. 57, 57, 57, 57, 57, mấy gì ra mấy gì ra, mấy gì ra mấy gì ra. Chiều về chậm chậm trong yêu quay trên cành bao giờ liễu kéo nhau chạy cũng buồn. Rồi, xin chúc mừng anh nha. Rồi còn ai may mắn trúng thưởng thì chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu thôi quý vị. Chỉ có một, hai, đây còn chủ nhân nữa cầm giùm em. Rồi chúc mừng em gái nha.
16 số 8 đủ trong loại 418 hợp lệ. Chúc mừng lệ. Gái rồi. Còn ai nữa ạ? Rồi, em gái chạy lên đây, chạy lên. Rồi, em gái out stop. Rồi, 47 30 16 số 8 hợp lệ dòng loại 417 và ba chủ nhân cho ba dòng loại hợp lệ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ trao quà cho ba vị khách may mắn tối hôm nay. Mỗi vị khách nhận giùm em một con Pikachu chứ. Sau đó chúng ta sẽ quay băng để xem ai có số băng lớn hơn và nhận ngay trên tay một con gấu bự quý vị nha. Và để thực hiện định diện được thành công, chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa đến các nhà tài trợ chìa khóa thông minh BH Sherlock, nhà tài trợ thứ hai là Yến Xào Đồ Trung Thảo Đông Dương Internet Bình Xuân, và nhà tài trợ thứ ba là trà sữa Tibor. Cái quầy có đèn led ở đằng kia đó quý vị, nếu quý vị có ủng hộ Tibor hãy đến đó mua trà sữa và có giá chạy cho bảng led luôn quý vị nha. Và đặc biệt là quý vị tham may mắn trúng thưởng trên sân khấu thì chúng tôi cũng sẽ trao tặng liền một phần miễn phí bằng một cái sticker, quý vị có thể đổi tại đó để lấy được miễn phí quý vị nha. Và đêm ngày mai là đêm nghỉ bù của ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3, thì chúng em có tổ chức một đêm để bù lại cho quý khách mà ở xa mà đêm thứ sáu tuyệt ngón đó quý vị, là đêm nghĩa bù với chủ đề là Tết Songkran Thái Lan. Và lần đầu tiên quý vị sẽ thấy được cô Manap trên sân khấu của Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. How far can we get if we sail?